Ông ơi, hả? Ông thấy làm sao? Thì ông thấy sao thì thấy vậy đó. Thấy vậy là thấy làm sao? Thì tôi cũng không biết, tôi thấy sao nữa. Không biết ông thấy sao chứ tôi thấy lạnh. Ông thấy lạnh không? Không. Rồi đói không? Không. Nhớ quê không? Không. Không nhớ quê luôn hả? À. Vậy chứ không thấy gì? Thấy thúi quá ông nội ơi. Mẹ nãy giờ ngồi ký cái thùng rác hoài mà không thấy thúi hả cha nội? Thúi gần chết cứ ngồi hoài như nãy giờ. Thôi đi đi. Vô duyên ăn hộ cái thùng rác thúi hả anh nói người ta? Dạ quá lắm.